Hello, my friend, and welcome to the game. Không phải do mình đâu mà friend, do nước trà đấy. Mình uống nước trà và mình friend, trong nước trà có những cái chất cấm mà friend. Khi mà nhạc nó nổi lên kết hợp với cái chất cấm trong nước trà làm cho mình mất quyền kiểm soát cơ thể mà friend. Cú nhảy vừa rồi là nói chung là não của mình mất quyền kiểm soát cho nên mình mới nhảy chứ. Mình hoàn toàn không muốn nhảy như vậy nha mấy friend. Phải bấm play gấp chứ không chết. Người ta đánh giá mà friend, bảo thằng này chơi chất cấm rồi. Oh, có một bữa tiệc kìa, let's go, let's go. Có thể hả? Ngày bình thường Dũng không như thế này đâu. Mấy fan đừng đánh giá Dũng, do Dũng uống nhiều nước chè quá đấy. Nếu mấy fan muốn cũng giống như Dũng, đợi đến một ngày uống nước chè do Dũng nấu đi, rồi mấy fan sẽ như Dũng. Dũng có bỏ gì vào trong nước chè hay không? Mấy fan không cần biết, cái đó là bí quyết gia truyền, không thể tiết lộ được. Lộ mắt, lộ thì làm sao sau này bán nước chè được nữa, hiểu không? Mình bỏ cái gì trong này là thành phần bí mật mấy fan, ok? Cục an toàn và thực phẩm họ đã chứng minh, họ đã xác minh là cái nước chè này an toàn cho người sử dụng. Có một vài hiệu ứng phụ, đó là cái gì? Khi mà nghe nhạc là không kiểm soát được cơ thể, là nhảy nhót giống như là chơi mai thủy đá vậy. Nhưng mà chuyện đó là chuyện của họ, không phải chuyện của mình, my friend. Lỗi là do người uống chứ không phải do người pha chứ. Ủa, mình vô đây chi vậy? Hết tại hả? Ủa gì đây? Game gì đây? Chơi này giờ không hiểu đây là game gì hết. Điệp khúc nó lên mà vậy, mình tự dưng mất kiểm soát cái tay trái và tay phải mà vậy. Wow, vai của mình cũng kiểm soát được nữa. Nước trà này lạ quá mày friend. À may quá, điệp khúc kết thúc rồi mày friend. Oh shit, nhạc lại lên lần nữa đấy, nhanh nhanh nhanh. Speedrun game này nhanh chứ không chết đấy mày friend ạ. Mình mất quyền kiểm soát cơ thể rồi, ok. What the hell? Giải đố cái gì headline vậy mày friend ạ? Y chang headline luôn. Bắt cao kìa, ghê chưa? Sợ chưa, sợ chưa? Wow, mình vừa nói đến headline xong. Headline hân hạnh. Cảm hứng cho cái game này thôi, ok. Tầm này giờ này headline bao nhiêu năm rồi, mười mấy năm rồi. Đâu ai nhớ đến headline nữa. Chỉ có mỗi Dũng nhớ đến headline, chứ mấy mẹ đâu nhớ đến headline đâu. Party, bữa tiệc my friend, let's go, let's go. Shit, không có chìa khóa. Tối gì chó vậy? Hello. Game có vẻ dễ. Không, do Dũng pro đấy. Hey, shit. Có cách nào đi xuống nhanh nhanh nhưng mình lười quá. God damn it. Shit, điệp khúc lại lên rồi mấy bạn. May quá, nước trà bắt đầu đang đi ra khỏi máu của mình qua đường mồ hôi rồi. Với lại đường nước mắt này, cho nên là mình đã có thể kiểm soát được một phần nào đó cơ thể mấy friend, không bị cho làm cho bản nhạc này nó gọi là cuốn đi mất. Sao mấy friend đã bị thuyết phục chưa? Nếu như có một ngày mà không thấy mình trên stream nữa, đừng quên rằng Dũng sẽ ngồi ở trên ngã tư Lê Duẩn bán nước chè chờ mấy friend. Giá không bao giờ thay đổi, chỉ 5.000 đồng một ly. Let's go, let's go.
fuck? May quá hết nhạc rồi. Ít nhất là trong cái rủi vẫn có cái may, ok. Dũng bị đứng chân rồi nha mấy bạn. Anh phải keo dính chuột tại sao mà không đi được nữa. Không nhảy được, không ngồi được. Đây là vài bài hát mừng sinh nhật. Dù gì cũng chết với fan làm thêm miếng nước chè của Dũng pha nữa. Chuẩn bị hù đấy. Cắt điện thoại đi. Lùi xa xa màn hình ra. 99% mà fan. Hù. Sẽ có hù thôi. Game kinh dị mà không hù thì đâu gọi là game kinh dị. Nhạc nghe như kích vậy. Bài này nghe hay hơn mà fan. Bài này nghe ba chấm quá. Bài này nghe buồn ngủ quá. Mình ngủ đây. Hello. Đi được chưa? Vẫn chưa đi được. Đấy chưa? Holy shit, may quá mình vừa làm hấp nước chè mà ven nhạc nổi lên là mình lại mất kiểm soát cơ thể tiếp mày friend. Lỗi không phải của Dũng, lỗi không phải của Dũng mày friend. Lỗi do nước chè của Dũng pha. Ủa quậy quá, vậy Dũng là lỗi do Dũng chứ do ai này, Dũng pha nước chè mà. Nếu như mày bước vào trong một bữa tiệc, ok, mấy fan gọi là lạ lắm nhìn những người xung quanh, mấy fan muốn hòa nhập vào trong một bữa tiệc, mấy fan nhìn thấy mọi người nháy nhót rất là thú vị, nhưng mấy fan nghĩ trong lòng là ồ, mình là một người sống rất là ngại ngùng này, sợ xã hội, mấy fan cái kiểu sống cô lập từ bé không biết nhảy nhót như thế nào, đừng sợ, chỉ cần đùm theo một bịch nước chè của Dũng. Nước chè của Dũng nói chung mấy fan có thể chứa được trong tất cả các hộp. Mấy fan có thể ngụy trang đó là một chai nước cam mấy fan, hay là một chai gọi là nước gì đó bù nước các kiểu bù muối mấy fan, nhưng mà nội dung ở bên trong đó là gì, là nước chè của Dũng pha. Mấy fan làm một ngụm thôi, mấy fan vào nhạc lên là mấy fan nhảy, ok. Nhảy đến khi mấy anh cảnh sát hình sự ập vào, mấy fan tắt nhạc, mấy fan vẫn nhảy, ok. Mấy fan bắt đầu khám xét xem là có chất cấm gì không, mấy fan vẫn nhảy, mấy fan. Cho nên là chắc chắn sẽ được một vé về đồn rồi đó. Tùy thôi, cái gì cũng có hai mặt của nó. Con dao có thể dùng để gọt trái cây, mấy fan, hoặc có thể để đi đổ sát một ai đó. Nước chè của Dũng thì nói chung là vừa có thể giúp mấy fan nhảy nhót rất là vui vẻ theo nhạc, hoặc là có thể là để cho người khác đánh giá mấy fan một cách này hơi ba chấm một tí. Nhưng mà cảm ơn mấy fan theo dõi, ok. Chúc mấy fan một ngày tốt lành. Xin chào và cái gì đấy, Dũng lại thay đổi rồi. Hẹn gặp lại mấy fan, bye bye.